Chào mừng các bạn đến với kênh Library. Đăng ký để theo dõi những cái video hay nhất của kênh. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắm rửa cho bé làm sao thật đúng cách. Nhiều người mẹ muốn tắm cho con nhưng phải lên mạng tìm hiểu rất là nhiều tài liệu và rồi cân nhắc đắn đo để lựa chọn những cái bài tắm cho bé phù hợp nhất, đúng nhất. Nhưng mà các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian, vì sau đây mình sẽ chia sẻ một cái bài tắm cho bé và đạt chuẩn y tế của Bộ Y tế Việt Nam. Đó, đây mình chia sẻ. Đây cách hướng dẫn thực hành tắm bé của Hội Nhi Khoa Việt Nam đã được chứng nhận bởi Hội Nhi Khoa Việt Nam đã thử nghiệm lâm sàng. Đây, việc tắm rửa hàng ngày là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ tắm bằng nước thì khó có thể làm sạch hết những chất bẩn và vi khuẩn trên da bé. Hơn nữa, da của bé sơ sinh rất là nhạy cảm và trẻ thì rất ít chớp mắt, nhưng thời gian mở mắt lại lâu hơn trẻ lớn. Do vậy, luôn cần có những sản phẩm có độ pH trung tính riêng cho bé và tránh những tổn thương vào da và mắt bé. Nên dùng sữa tắm gọi toàn thân để tắm sạch những gì nước bỏ sót một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Đầu tiên phải chuẩn bị cái gì? Thì thời điểm tắm cho bé thì lúc trời ấm, ít gió, thường là lúc 8 đến 9 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều. Địa điểm đó là nơi khất gió nên tắt quạt và đóng tất cả các cửa lại. Các dụng cụ cần chuẩn bị gồm có chậu tắm, quần áo, tã lót, khăn lớn, khăn nhỏ, nước ấm khoảng 30 đến 35 độ C. Dùng mặt châm của sữa tây nhúng vào nước để thử độ ấm của nước. Tăm bông, bông gòn, muối sinh lý và bột sen saccharin, khăn rón và chất trùng. Tăm bông, dung dịch cồn, dung dịch iốt. Các sản phẩm dành riêng cho bé gồm có sữa tắm gội. Nên dùng sản phẩm dành riêng cho bé như sữa tắm gội toàn thân nhẹ dịu không che mắt, sữa dưỡng ẩm toàn thân, phấn chấm hâm là cái gì? Là lạ phấn chấm hâm là mịn da hả? Nước hoa. Lưu ý trước khi tắm bé, các bà mẹ cần cắt gọn các móng tay để mang chẳng sức làm tổn thương bé. Hai là gội đầu cho bé. Bồng bé trên tay, cho bàn tay bạn nâng đầu bé. Cho bàn tay của bạn nâng đầu bé. Trên tay bạn nâng mình bé, chú ý hai ngón tay chỉ kín phần tay của bé. Teo dùng khăn nhỏ thấm nước lau nhẹ nhàng vùng mặt và bụng sau hai bên tay, làm ướt tóc và thoa sữa tắm gội toàn thân lên tóc bé. Tiếp theo là gội sạch dầu gội bằng nước ống, sau đó đặt bé lên khăn tắm và lau khô bằng khăn nhỏ. Đó, bước 3, tắm toàn thân còn lại của bé. Trước khi đặt bé vào chậu tắm nên kiểm tra lại nhiệt độ nước trong chậu tắm bằng mặt châm cuộn sữa bằng sữa bàn tay. Bước tiếp theo là hòa 4-5ml sữa tắm gội toàn thân vào chậu tương đương một lần, nhấn mạnh là vào vòi của chai sữa tắm gọi toàn thân nha. Nhẹ nhàng tắm sạch từ trước ra sau, chú ý các vùng nếp nhăn như cổ, kiểu tay, nách bạn có thể tránh qua bằng nước sạch ấm nhẹ nhàng, lau thật khô toàn thân bé. Bước 4, vệ sinh vùng sinh dục. Đối với bé gái, dùng gòn ướt lau sạch vùng sinh dục từ trước ra sau để tránh nhiễm khuẩn từ vùng hậu môn. Đối với bé trai, rửa dương vật nhưng không làm tục bao quy đầu. Nhớ kêu, không làm tục bao quy đầu nha. Bước 5, chăm sóc rốn. Các bà mẹ nên sát trùng tay bằng cồn lót hay cồn 70 độ trước khi chăm sóc rốn bé. Nhẹ nhàng tháo băng và gạt rốn, quan sát kỹ xem rốn có gì bất thường không. Dùng ve gòn tẩm dung dịch iốt lau sạch xung quanh chân rốn theo hướng từ chăm ra ngoài, sau đó từ chân rốn lên kẹp rốn và cuối cùng là mặt cắt cuốn rốn. Lưu ý, nếu thấy rốn rỉ nước vàng, có mùi hôi, có mủ, chảy máu và khó cầm máu, da bên rốn sưng nề, tẩy đỏ, có chồi hạt hoặc rốn chậm rung sau 3 tuần thì phải đưa bé đến ngay cơ sở y tế, không được dùng bất kỳ thuốc hay chất bôi rất nào, không chỉ không có chỉ định bác sĩ. Giữ ẩm cho bé. Da trẻ sơ sinh thường hay bị khô do sữa thoát nước, da rất nhanh và nhiều, do đó cần dưỡng ẩm cho bé để bảo vệ da bé khỏi bị khô da, tránh các bệnh lý qua da.
sơ một lớp sữa dưỡng ẩm lên toàn thân bé, namaste nhẹ để sữa dưỡng ẩm thấm hết vào da bé. Sau đó thoa phấn lên trên các nếp gấp như cổ, nách, vùng bàn. Nếu bé bị rôm sảy, dùng các phấn đặc trị rôm sảy cho bé. Ủa, nó bị rôm sảy là hôm bữa mình bị hả? Lưu ý nên đổ phấn ra tay rồi thoa lên người bé, tránh đổ phấn bay vào mắt mũi bé. Và xem mắt vào mũi bé, nhỏ 2 giọt nước muối xử lý vào mọi mắt của bé. Sau đó dùng bông gòn lâu từ gấp trong ra ngoài. Tiếp tục nhỏ nước muối xử lý vào mỗi bên mũi bé, dùng tăm bông lau sạch mặt tả và quần áo cho bé. Quấn tả dưới vùng rốn để giữ rốn sạch và khô. Mặc quần áo cho bé, thoa nước hoa trên sân baby lên quần áo giúp bé sạch sẽ và có mùi thơm đáng yêu. Này bạn cáo đó trên sân baby này. Rồi đây là hướng dẫn xem cách hướng dẫn thực hành thăm bé. Đây giấy được cấp phép chuẩn y tế. Đây bạn có thể thực hành mà không cần phải tìm kiếm trên bất cứ cái cơ sở gì. Này các bạn nhớ like và share video ủng hộ kênh nhé. Rồi cảm ơn mọi người.